chỉ mong rằng là có thể hữu duyên gặp được những vong linh và giúp đỡ họ. Nam mô A Di Đà Phật. Cái gì? Cái đầu người phụ nữ. Cái gì? Sao được không? Ê bãi à, mình cắn cổ tao rồi. Gì? Anh chào chào sao ấy? Anh chào cả nhà, chào nhà quay lại với kênh Gió Đồng và kênh Săn Ma Vlog cả nhà. Ủa này mới lớn rồi. Quay đi. Thì à, con chào cả nhà, chào cả nhà quay lại kênh Live Vlog và kênh Săn Ma TV cả nhà. Vừa nữa anh quay lại kênh Mặt Đen. Cả nhà hiện tại mặt đen gì đen dữ. Cả nhà hiện tại con với Tú đang đến một cái nơi mà con không có biết. Thì Tú nói với cả nhà, chia sẻ với cả nhà. Thì cái nơi này con cũng có biết rõ cả nhà. Cái nhà này thì nói chung đã là có một cái nhà hoang nằm ở trên núi nè. Nhưng mà lại cái nhà này không biết bỏ từ bao giờ thì hầu như hoa không ai biết chứ. Thì trước cửa nhà thì có một cái miếu nhỏ rồi, chung mình đến đây cũng một lần hay gì. Trước nhà có một cái ngôi miếu nhỏ, sau nhà cũng có cái ngôi miếu. Mà ở trong nhà cũng có cái luôn. Trong nhà có cái gì cái vậy? Cái thánh thờ ông địa hiện tại, cái miếu gì không biết. Thì trước đây đến đây cái nhà thì cũng có gặp vong linh. Nhưng mà lâu lắm rồi, không có trở lại, cũng cái năm mà hơn cái năm nay không trở lại. Thì không biết là bên trong như thế nào và hiện tại ra sao, không biết cái nhà còn không là sập luôn, cũng biết. Thì con cũng có, khi mà Tú chia sẻ thì con cũng có vô câu gì. Mình coi sơ đến biết cái chỗ đó như thế nào cả nhà. Thì hôm nay đến đây thì cũng không biết là sẽ quay được cái gì hay không, hoặc là nói chung là nơi đây như thế nào. Thì cũng mong rằng là đến đây để có một cái nhìn, nói chung trải nghiệm mới đúng không? Trải nghiệm mới ở cái chỗ này. Mới ổng á. Nhà thì thật sự cái nhà này nếu mà tính ra lúc mà nó còn nguyên vẹn thì thật sự nó khá là bự. Nó cũng có phòng, có nhà biết, là cái gì không biết cái gì, giống như cái nhà mà không phải cái nhà không, tại vì cái nhà biết rồi, bình thường cái nhà mình á thì lấy chiều ngang là tất nhiên sẽ ít hơn chiều dài, còn cái nhà này cái cửa ngang nó rộng hơn cái chiều dài, mà nó quay ngược thì phía vách núi chứ phải mặt đường vô trong, mà phía vách núi bên ngoài thì nó phức cái chân à, nhưng mà lại có một cái miếu, mình không biết là trước đây là một cái nhà hay hoặc là một trong cái chùa. Miếu mà miếu trước sau luôn. Ừ mà giống cái nhà, giống cái chùa, ông nhìn đấy những cái gian trong phòng nó nhìn giống như cái chùa, hình như cái chùa. Ê, nếu là mà sơn hình màu sơn hình như màu vàng màu luôn. Vàng hay gì phải không? Vàng. Như cái chùa hay gì á, nhưng mà không biết vì sao bỏ quan. Nói chung nếu mà cái nhà của người ta ở cả nhà thì phải gọi là người ta đâu có thờ miếu gì giữ gì. Ừ. Hai cái miếu. Miếu mà trước cửa, rồi vào trong lại có một cái miếu nữa. Thì chút xíu nữa con quay cho cả nhà xem cái miếu ở ngoài trước, rồi xong rồi mình đi vô trong. Thì có gì á, thì một hồi nữa con sẽ quay rõ ràng cho cả nhà xem. Thì chắc có lẽ cái chùa hay nhà chắc có lẽ có thú chị nhìn cũng biết. Tại đúng vì rồi. Cái nhà nó nhìn nó khác cái chùa lắm. Đúng cái rồi. Chùa hầu như là nó hầu như là chỉ có những cái kệ, những cái nơi để tượng Phật hay hoặc là để bằng thờ này, nọ đâu. Mày có thấy có kệ gì không? Không, hồi trước vô thì kệ thì mình không thấy, nhưng mình thấy gì? Mấy cái thánh thờ thì ba bốn cái, mà cũng có gian bếp, nhưng mà hầu như là chỉ có một phòng ngủ với một cái phòng lớn là cái chỗ chính thôi, quay mặt thẳng ra miếu, chứ hầu như là không nhìn không giống nhà. Ví dụ như nhà hoang phải không, thì người ta đi cũng còn sót là vật dụng như quần áo, còn cái này mình không thấy quần áo người bình thường, tại vì nếu mình đã chùa thì những cái y không à, y thì người ta đi đem hết rồi. Mà nói chung nói ở đây chùa có mấy chùa, chùa nhỏ gì không biết, nhìn nè cái cảnh này nè, phần này giống như chùa không, ta làm ta thì làm, cái đó mình xây dựng cũng nhìn giống chùa, giống như công viên gì nọ rồi không, công viên được, giống như cái chỗ mà ta để nghỉ mát rồi, thật sự ra nhìn cũng giống chùa. Thì hai cô cháu đến thì đầu tiên thì đối với Lộc thì nó rất là mới, tại chưa từng đối diện với cái chùa lớn đây nè. Đúng rồi, cái chùa trên đây có chùa rất là lớn, nhưng chùa đó thì dạng chùa người ta đăng máy mà nhưng phía dưới này á, mình đang ở phía dưới mà từ phía này thôi, nhưng mà đối diện, nhưng mà một cái là mình không biết này cái chùa hay cái là cái gì, có gì thì có chút xíu nữa kinh vô trong cái nhà mình sẽ ra hỏi ha. Nhưng còn bây giờ á, thì thật sự tụi con cũng chưa có đến đây thường, rất là lâu rồi không có đến, ổng thì mới đến lần đầu à,
thì để coi vô trong coi như thế nào, có điều gì hay không. Thật sự đây cũng là một chuyến khám phá mới về cái nơi này, thì cũng không biết ra sao. Thì thôi giờ đi vô trong đi, biết giờ chưa. Thôi giờ cả nhà cũng theo chân hai cậu cháu con để đến đây cho xem cái nơi này như thế nào, thì cũng mong rằng là có những cái điều mới mẻ cũng như là những cái khám phá nói chung mới để cho cả nhà mình có một cái chiều sâu cũng như là có cái nhìn tổng quan về hơn về cái thế giới tâm linh. Cả nhà đi cùng tụi con nhé cả nhà đây. Cả nhà thì giờ hai con cháu con cũng sẽ vào trong, như cả nhà thấy xin hoàn cảnh xung quanh như đây có ống nước đồ. Ống nước ở dưới núi dưới vậy lên dưới bơm lên đây, cái cách ta xây dựng như là cái đường luôn này là vô chổng luôn phải không? Ừ, thẳng chổng luôn, cũng gần nó đâu có xa đâu. Ở đây nè nhà cả nhà, như tụi con đứng đây là bắt đầu thấy nè, nói chung mà thấy cũng không có rõ. Phước tượng đá này, phước tượng đá này. Cái này đó, nó không phải cái nhà, cũng nhìn không phải cái nhà như cái chùa, mà cái chùa thì lại nó thấy nó nhỏ quá đúng không? Có khi cái am thì không, cái am thì nó lại bự quá. Nói chung có nhiều cái ấy kia đèn lùi qua đó gì đôi dép. Không biết. Đi đi. Bên đây có cái chỗ người ta thắp nhang nè. Nhưng mà ngay cái đường đi vô luôn. Có đèn đường nữa kìa. Ừ. Có điện đợt. Không. Chắc. Điện đâu, lâu điện đâu là có. Ở trước này là chùa. Chùa lớn lắm. Bên đây thì có cái lương mà không có cây nhang đâu chứ. Không ai cắm. Có lương thì dường như không có ai. Không ai cấm, không có ai lên đây, nhiều khi người ta không đến, người ta không đốt. Nè đây nè cả nhà, bắt đầu vô đây nhìn thấy màu vàng khèo thấy không? Nói chung nó có nhiều cái, tại vì thường màu vàng là một là trường học, hay là cơ sở nhà nước, hoặc là chùa chiền, là nhiều, nhà ít cái cắt màu vàng. Cũng có phải không, mà nói phải không, nhưng mà ít. Cái gì vậy? Thấy rồi cái máy cửa phải không? Ừ. Đèn đó. Đâu mà nhắm lại, mày nhắm lại. Thấy mà. Thấy. Cả nhà, quý cả nhà có thấy không? Thấy. Là cái tôi tính nói cái cây, cũng cái ghế cây, không có tiêu rồi. Vậy là ở đây lần gần nhất là lâu lắm phải không? Lâu lắm rồi. Ở đây có đồ giày nữa nè. Đồ giày. Ừ. Phòng 103. Ủa? Gì? Phòng luôn hả? Đây có số phòng. Ơi, chứng tỏ là cái phòng nhà trọ. Nghỉ, phòng trọ, nhà nghỉ gì đó. Ừ. Ê, kìa. Cái gì? Chỗ cái cửa đó kìa. Ừ. Đây nè. Vậy là đây là nhà trọ hay là cái phòng khách sạn gì á, phòng nhà nghỉ gì đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy rõ không? Thấy đen rồi, tại nó bóng tối. Mà tại giờ nó hoang tàn rồi, hồi trước còn máy luôn, như tiêu máy tiêu chân à. Quang qua đây trước đi. Ủa? Bên đây đâu có đi qua sao được hả? Gì? Nó đi qua thẳng đó, nó thẳng được. Ở đây chắc là cái nhà nghỉ vậy. Ừ. Ở đây có cái niệm cái gì? Vậy. Ây da. Quá mũi vậy? Mũi quá mũi. Ở đây có niệm nữa nè. Niệm. Cái gì? Chó đâu sủa vậy? Chó hả? Ừ. Phải không? Tôi nghe tôi quấu á. Này đi ra sao được không? Được. Cái mũi kinh khủng khiếp luôn. Ở cái miếu kìa. Ở nhà đây có cái miếu nữa nè. Mà miếu thì lại sơn màu xanh. Ừ. Độc lạ đi chứ. Khoan để đây mình thắp hương đây cái. Hồi nãy nhìn đây thấy nè. Nhưng mà giờ mất tiêu rồi. Thắp hương đi. À. Cái gì? Có miếng nè. Bơi phơ bơi gian rồi có. Thắp hương. Ở đây cũng còn chỗ. Còn chỗ đi thắp tưởng nó mất tiêu quát hương chứ. Rồi.
Ở dưới làm gì hồi đó đi xuống đây được luôn nè. Đường xuống không? Có cái đường xuống. Ừ. Anh làm gì đây ta? Ủa? Ta nói chuyện dưới à? Đầu lúc ở dưới. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có dầu luôn, dầu còn. Dầu mà không có đèn. Ờ kìa. Con cầu Phật tổ Phật thầy, chư quan cầu thần, chư vị sơn thần, chư vị đất đai nhân chặt ở đây, thì hai cô cháu hôm nay á cũng hữu duyên có đặt chân đến mảnh đất hiện tiền. Thì thấy trước mắt đây là ngôi miếu, thì con không biết là miếu này đang thờ ai và cũng như là có ai ngự đây hay không. Thì xin phép á, là tụi con thắp ba nén hương này để xin phép đất đai thổ thần nhân chặt đây làm chứng cho con. Tụi con đến đây thì chỉ mong những điều tốt đẹp, chỉ mong rằng là có thể hữu duyên gặp được những vong linh và giúp đỡ họ. Nam mô A Di Đà Phật. Cái gì? Cái đầu người phụ nữ. Cái đầu người phụ nữ hả? Mày coi dưỡng chứ. Ở trên tầm xuống á. Ở trên tầm xuống. Ở trong, cái trong á. Thấy không? Không thấy à? Đâu có gì đâu. Đâu quay thử. Có gì mà cái bỏng à? Cái đầu người phụ nữ. Gái cái miệng bị tét kìa. Người phụ nữ miệng bị tét. Ừ. Cái bỏng à? Ủa? Thấy rõ ràng mà. Người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi hơn ạ. À. Là cái miếng này cô gái này ngự đây ta. Sao tao biết? Rồi đó giờ tao... Biết sao? Đôi khi... những cái miếng mà bỏ hoang như thế này á, là không còn ai, những cái bậc thánh ta không còn thần thở nữa. Thì đó, từ lâu những cái nhà hoang vậy đó. Đâu có ai kêu gì nọ đâu mà về. Như trời. Cái gì này nó lập cập hoài nè. Gì? Có gì không? Thấy cái đầu tóc thấy không? À. Nam mô Phật cho hỏi hương linh nào đó đang hiện ở đây ạ. À. Bước qua luôn. Mày qua trước đi, qua trước đi. Mà lại có cái áo gì đây nè. Có cái áo gì đây nè. Áo đen sao giống cái đầu quá. Sao mà ở đây dép nhiều quá ta. Ừ. Này, ở đây cái... Ê, ở đó còn thợ gì cái hình đó kìa. Cái khánh nó nhìn giống ông đồ mạng quá, vô thử. Còn ba cái thỏi vàng lắm chứ. Ừ. Thì... gì đâu. Đây à? Không. À thấy à. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay đến đây thì hai cô cháu cũng muốn để khám phá để hiểu tâm linh thôi. Thì tâm linh nào đang hiện hữu đây thì cho phép được cúng kiến cũng như là gặp gỡ để mà nếu mà có cơ hội nào đó tôi cũng muốn giúp đỡ cho tâm linh. Đây là đắng cái. Ủa? Cái bộ mạng thôi. Không phải, thằng Tài tiếp địa. Vậy hả? Ừ, miếng chằn đỏ của thằng Tài tiếp địa. Đâu có hình gì đâu, chữ không trời. Có còn chỗ nào thấp hơn đi. Vàng bạc luôn. Không có gì thấp hơn. À, có cái đèn cầy bự kìa. Mà nước không. Có mũi ghê gớm mũi luôn. Mũi của bầy vậy. Chích mà mỗi một mặn cầu. Hình như phía kia có cái nhà nữa phải không? Dì kia có cả nhà nữa. Chắc có thể là cả nhà ở đây, con nghĩ là cái những cái phòng trọ thế nằm riêng biệt nhau. Mà khá là nhiều. Cái gì vậy trọ ấy. Ừ. Ở đây nhà được 3 phòng.
Mũi gì mũi có bầy luôn. Mô gì vậy? Thì hôm nay tụi con đến đây thì cũng có duyên cũng đến cái đây gặp được cái nơi ông thần tạo địa ngự đây, thì không biết là ông còn ngự đây không hoặc ai ngự đây, thì tụi con cũng xin phép là đốt bán hương cấm lộ này, thì ai đang ngủ đây thì giúp đỡ cho tụi con, giúp cho cái bông hồi nãy là không biết là nam hay nữ đó, không biết thì đâu có thấy mặt đâu, thấy được cho tôi gì đó, gỡ được bông lên ở đây để tụi con có thể giúp đỡ nó môi vậy Phật. Ê, sau lưng á. Đâu? Sau lưng luôn. Đó, đó. Ngay dách luôn á. Ngay luôn á, ngay mặt luôn, nhìn xuống. Ngay tay mẹ. Đâu? Thôi mà né rồi. Ủa? Kìa. Có đâu? Ủa? Kìa. Nó thấy cô gà mà. Phía sau miếng lưới luôn á. Này. Ừ nghe đó. Sao nhìn thấy chừng kìa. Thì ông Linh ơi, không biết là nam hay nữ thì tụi con cũng không biết cách xưng hô thế nào. Thì đã có duyên đến đây rồi thì cho tụi con thấy được hình hài đi. Như thế nào thì con giúp đỡ được thì con giúp đỡ cho. Quan trọng là cái miếu. Ê. Ê trời, cái gì đó. Cô gái ngồi trên miếu kìa. Ủa cái đâu rồi? Ủa? Nó thấy giống như đang bò, đang bò ở trong. Cái miếu nãy tao thấy trên đang bò. Tao thấy mặt không? Thì không thấy mặt nhưng thấy cái đầu tóc đen vậy đó. Giống như nó đang bò ra. Nãy tao không thấy mà thấy trên đầu đưa cái đầu xuống mà cái lưỡi le ra mà cái miệng giống như bị tét vậy đó. Có gì mà đây có một cái phòng bếp hay gì đây nè. Đây kìa. Mời Phật cô ơi. Cô ơi hay là ông ơi. Cho phép tụi con được gặp gỡ hương linh được hay không? Tụi con đến đây cũng là một ý tốt để giúp đỡ cho linh thôi chứ không có ý gì xấu ha. Thì nếu mà Hương Linh ở đây không tu tập được thì Hương Linh có thể theo tụi con về chùa để tụi con có thể giúp đỡ cho Hương Linh về một nơi khác để tu tập được không? Tu tập. Ê, cẩn thận nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ở đây tôi không biết là cô hiện tại là ngự, cô là ông nào đó. Hiện tại đang ngự ở ngôi miếu này. Hay là cô, nói chung là cũng đang ngự trên mảnh đất này nhưng mà ở đâu thì tôi chưa biết. Thì hiện tại hai cô cháu cũng ngủ duyên đến đây rồi. Hai cô cháu tôi mong rằng là có thể là trò chuyện và giúp đỡ cho cô. Từ trước đến giờ có ai đến đây giúp đỡ cô bao giờ chưa? Cái đồ trội quá. Từ trước giờ có ai đến đây giúp đỡ cô bao giờ chưa? Có rồi á. Rồi sao mà cô vẫn ở đây vậy? Thôi, bây giờ có đói khát gì không? Có cần cúng kiến gì không? Cần hả? Bây giờ cũng cô muốn cúng cho miếu mà cúng ngoài này. Cúng đó luôn. Bây giờ là cô muốn sao? Cúng với tiền hay là cúng bánh? Sao tôi thấy cô xuất hiện ở trong miếu mà không cúng miếu cho cô mà muốn cúng ở ngoài. Vậy là cô và người trong miếu này là một hay là hai là khác? Ừ. Tiêu rồi. Có. Không, tiêu. Tiêu rồi. Thì tao thấy cái bộ hình như là hai người khác nhau. Khác nhau hả? Ừ. Tại vì cái người trong mày lúc nãy tao nhìn thấy á, thì cái miệng á dường như bị tét lên vậy nè. Thấy mặt luôn. Thấy mặt luôn. Hai con mắt giống như là
nói chung là không phải là nó bị dị dạng giống như bị gì á, tét miệng rồi thậm chí tét cả mắt luôn. Không thấy nữa. Gì? Không thấy từ nãy, thấy giờ không thấy. À, thấy thấy ngay đây luôn à. Ừ. Cái gì? Tao mày nhìn thử ra tức quá. Ở trong á. Cái gì? Má ơi. Phải không? Ừ. Cái miệng tiếng bét, cái miệng tiếng bét à. Ừ. Mà cái dách bên đây nè nha. Dách bên đây nè. Đưa máy vô thì lại sợ. Không thấy mới tức chứ. Bây giờ mình lại mình cầu cho cô có xuất hiện đi. Nam mô A Di Phật. Cô ơi, thì hôm nay cậu cháu chúng tôi cũng từ nơi xa đến đây, thì cô không biết là cô đã ở đây bao lâu rồi. Và vì nguyên nhân nào đó mà hình hài cô trở nên như vậy á, thì cậu cháu chúng tôi muốn diện kiến cô và cô có cần giúp đỡ điều gì hay không. Cậu cháu tôi cũng có sẵn lòng giúp đỡ cho cô. Và nếu mà cô có thể thì có thể cho cô cháu tôi thấy được hình hài rõ ràng của cô được không ạ? Thấy gì không? Không. Cái cậu đang đem cái cửa sổ đó. Bà này với bà này là hai bà khác nhau nè. Không phải là một đâu. Khác nhau hả? Khác nhau. Cô ơi, cho phép tôi được hỏi cô với cái cô trong miếu này là hai người khác nhau hay là cùng một người ạ? Trời, mũi ghê thiệt. Cô cho tôi biết đi để cho tôi tiện đường cúng kiến cô. Bà hồi cái chuyện này, bà hồi cái chuyện này kia. Mà hai bà này thì lại không có gì. Mà cái bà này không có thấy, mình quen thấy. Chỉ thấy thôi. Tức cái vụ mà không thấy bà này nè. Ừ, sao ta? Mà cái bà này như sợ bà này hay gì á. Ủa, mũi gì đâu mà kinh kiếp ta. Nãy mà thấy mặt rồi phải không? Thấy rồi. Để quay vô nữa, cái này có thể thấy. Quay thử đi. Trời, mũi cắn máu à. Gờ mình là máu. Ừ. Quá mũi gần nó ngứa chết luôn. Rất gạt. Có gì không? Không. Sao nãy nhìn vô thì thấy, mình thấy mắt thường thấy ngộ à. Ừ. Mà khi mà mình quay cam vô thì không bao giờ thấy. Tại sao không hiểu nổi. Như hoài hả? Trên rơi xuống gạch thịt mày. Cái nhà trọ mà lại sơn màu vàng, trong khi đó cái miếu lại sơn màu xanh. Ừ, lạ đời thì nghịch. Sao tại sao mà có màu vàng sơn màu miếu? Bởi vì sao có màu xanh không sơn có cái nhà trọ? Thì đó. Bởi vì họ lý do tại sao mà cái nhà trọ bỏ luôn là phải lý do vậy đó. Bởi vì làm không có đúng phong thủy. Một đúng phong thủy, hai nữa là ở nơi đây nè. Nơi đây. Có thể mà là xây là đây cái bồn chứa nước này mà mới xây lên luôn mới chắc nè. Có lý do gì mà tại sao mà lại cắt hai cái miếu trước và sau? Ừ. Nhà trọ mà cắt vậy ai dám ở? Bởi vì hình như phía bên kia có một cái nhà nữa phải không? Có một cái khu nhà nữa nhưng mà thấy nó rộng rạp. Thấy rộng rạp. Cái gì? Rồi đó. À, thấy rõ không? Thấy. Tới. Cả nhà. Cô cần điều gì? Cô có cần điều gì không? Cô có cần chúng tôi giúp đỡ gì không? Cô tên là gì? Chết lâu chưa? Cô có phải là ở nơi này không? Hay là cô từ nơi khác đến đây?
chỉ là con miếu rắn á. Trong con miếu này hả? À, bà chỉ là con miếu rắn á. Và sao? À, ý bà như thế nào con chưa hiểu lắm. Ý là bà, cái bà nó bắt là đến đây hay gì? Đúng không? Bà nói là cái bà trong miếu bắt bà đến đây. Rồi bây giờ bà đó, bà hiện tại bà đang ở trong đó hay bà đâu? Cái bà đó đang trong miếu hay ở ngoài? Ở trong miếu á. Ê! Cái gì? Ê! Cái gì? Sao được không? Ê bãi rồi, mừng chân khổ tao rồi. Mừng xem sao? Nè chút đi. Biết cái gì vậy? Cổ cứ ngắt mày ơi. Từ. Đưa tao. Ra được chưa? Đổ dầu cho phật lửa. Cái bà ở trong này cái đầu nó nhện không rồi kìa. Sao? Bà này bà kêu về đi, đừng sang vô chuyện của tao. Về đừng sang chuyện của bà hả? Ừ, mà bà. Ê. Sau lưng không? Bà liếm. Sau lưng không? Bà này không phải bà này, khác nhau. Khác nhau đúng không? Bà ơi, giờ bà có mong muốn cái điều gì không? Bà kêu cái gì á? Gì? Ý là bà nói cái gì á? Còn đó không? Còn. Thấy nè. Thấy nè. Ý là bà muốn cái điều gì? Bà cần cái điều gì ở tôi? Bà chỉ ra phía sau miếu này. Phía sau này có gì đâu? Phía sau miếu này có cái gì đấy? Khoan, chịu khó tôi đi xuống đây một cái nha. Ừ. Được không? Nó có gì không? Không. Đây là cái mép vực mà xuống đây. Bà chỉ có... xuống bà chỉ là cái miếu á chứ không phải sông miếu. Hả? Bà chỉ cái miếu á. Đi xéo đây nè. Phía sau lưng này có mấy cái gì ngộ. Miếng không? Quá mũi rồi, vô đây mũi ghê gớm mũi ta. Mũi cắn mà ngứa mẩy luôn. Kìa. Tôi mới rửa kìa. Bà ơi. Thì đó, tôi đến đây thì cũng nói chung là lần đầu bước chân đến đây thì không có biết và hiểu được, mong rằng bà dẫn dắt chỉ lối cho chúng tôi để ít ra chúng tôi tiêu rồi. Có gì không? Còn đứng đây nè. Còn hả? Thấy nè. Có gì đâu. Sao mà thấy đứng mà ta? Cái bóng.
vô đây cái. Vô đâu? Đây nè. Mày cái gì biết không? Gì? Này cái gì mày vô chưa? Chưa đó. Toilet thì vậy? Toilet. Phải không? Đúng rồi. Có gì không? Không. Bên kia có cái nhà nữa. Có cần thiết mình qua kia không? Ba nhà nó bên trịch à? Ok. Vàng á? Mày xài đi. Thổi vàng. Bá kìa. Bá, tụi con không có cần vàng. Bây giờ tụi con cần cái đây á, là bà nên cho tụi con tìm hiểu bà và giúp đỡ bà đi. Chứ bà ở đây thì cũng bị người khác người ta khống chế hoặc là hành hạ bà thôi. Chú không được cái gì kỹ ra vậy thôi. Là bà có mong cái gì không? Bà mong muốn điều gì không? Cái gì hết trơn. Có một cúng cho con miếu thôi, cái bà đó mới xuất hiện không? Chứ giờ mà mình đi quay tiếp, bà không cho thấy. Cái miếu nữa, mày nhìn thử cái cây có gì không? Sao mà ta mình nhìn mắt thường thấy mà ai không thấy ta? Ủa? Mà cúng đây mà tưởng mất tiêu. Từ đâu có tiêu chứ. Bà thầm cái đầu xuống. Sao nhìn mặt lại sao? Cái mặt nó miệng tét vậy nè. Mặt là tránh giờ. Ừ. Mà cô gái trẻ nha. Không, trẻ không trẻ đâu, tôi thấy nãy cũng lớn đủ mà. Ủa sao tôi nhìn cái mặt cô gái này chứ? Trẻ mà không là 20 tuổi à. Nãy tôi nói mày là ba khoảng 3 ngoài tuổi á. Ê. Không lẽ cái bà này bà... Ê. Bà thôi đổi hình dạng cho mình thôi, không thấy. Không biết, mà thấy mình này cũng lớn tuổi mà. Môi thật vậy bà, bây giờ cho con hỏi như vậy nè. Bà ta đang ở trong miếu đúng không? Bà gật đầu. Bà có tâm nguyện gì khác không? Bà muốn đi khỏi chỗ này không? Bà có cần gì khó khăn gì á, cần giúp đỡ hoặc là mong muốn cái điều gì đó thì tỏ bài tụi con đi. Mong chịu đi. Nó tiêu rồi. Ừ. Còn. Bây giờ nói bà nghe, bây giờ tụi con đến đây giúp đỡ bà, bây giờ bà giúp cái người mà đang hại bà để bà chống đối tụi con thì bà sẽ khó mà đi khỏi đây. Và cũng như là bây giờ ai đây người ta không cho bà đi, nhưng tụi con đến đây á, nếu có cơ duyên thì giúp cho bà được đó. Bà yên tâm, không ai chặn lời được đâu. Bà sợ bà làm điều xấu mà giúp người ta thì bây giờ bà cũng sau này bà cũng bị người ta hành hạ hoài vậy. Mà theo bà hại người giống như người ta xui khiến thì nữa rồi bà cũng ăn nghiệp giống vậy à. Gì? Ơi! 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 Ơi!